Xin chào, mình đến từ Niceline. Ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu với mọi người một tính năng mới vô cùng đột phá của Office 365. Đó là bạn có thể tạo ảnh động trực tiếp ngay trên PowerPoint. Bằng cách vào File, chọn Export, bạn có thể tự do lựa chọn chất lượng của ảnh động. PowerPoint thậm chí còn hỗ trợ chất lượng Full HD với 24 khung hình trên giây. Sau đó, bạn có thể lựa chọn thời lượng của từng phân cảnh rồi nhấn tạo ảnh động. Tuy tính năng này có vẻ chỉ là một cập nhật rất nhỏ thôi, nhưng Niceline sẽ giúp bạn thấy được rằng đây thực sự là một cuộc cách mạng của việc làm hiệu ứng ở trên PowerPoint. Ví dụ thứ nhất, mình sẽ vẽ từng phân cảnh của nhân vật trên từng slide. Sau đó mình sẽ tắt hiệu ứng chuyển cảnh của tất cả slide. Và mình sẽ tạo ảnh động từ tất cả slide này. Mình sẽ để thời lượng của từng phân cảnh là 0 giây để được chuyển động liên tục nhất có thể. Và đây chính là kết quả của chúng ta. Bạn sẽ thấy chuyển động được lặp lại liên tục, một chuyển động mà với PowerPoint bình thường trước đây chúng ta khó có thể làm được. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là ảnh động sẽ có nền trắng. Chúng ta có thể dễ dàng xóa được lớp nền này bằng công cụ xóa màu của PowerPoint và chúng ta sẽ có được một cảnh nhân vật chạy vô cùng tuyệt vời như ở trong video. Với tính năng tạo ảnh động này, bạn hoàn toàn có thể tự do sáng tạo mọi chuyển động mà bạn mong muốn. Kết hợp với những animation có sẵn của PowerPoint, bạn có thể tạo ra được những phân cảnh chuyển động mà đến chính bạn cũng không thể tin nổi mình lại làm được như vậy. Ứng dụng thứ hai, vô cùng cần thiết, có những chuyển động mà chỉ có hiệu Morph mới có thể làm được. Tuy nhiên, đây là một hiệu ứng chuyển slide và không lặp lại được chuyển động như animation. Mình sẽ tiếp tục tạo ảnh động từ 3 slide này. Từ đó, bạn sẽ sở hữu một chuyển động chống đẩy vô cùng mềm mại để có thể tạo ra một slide giới thiệu về ứng dụng tập thể hình giống như ví dụ Niceline ở đây. Tiếp theo, mình đang có một chuỗi animation tạo chuyển động pháo hoa. Rất nhiều chuỗi chuyển động của PowerPoint nếu như bạn để hiệu ứng lặp lại, những phân cảnh sau sẽ bị lỗi độ trễ và không được hoàn hảo như phân cảnh ban đầu. Mình sẽ tiếp tục tạo ảnh động từ chuỗi pháo hoa này và chúng ta tiếp tục lại có được một hiệu ứng trang trí cho slide vô cùng chất giống như ví dụ của Niceline ở đây. Và cuối cùng, bạn hoàn toàn có thể tạo ra được những emoji vô cùng chất ngay trên PowerPoint. Mình đã tạo ra animation cho một chú mèo rất đáng yêu ở đây. Mình sẽ tiếp tục tạo ảnh động từ chú mèo này. Sau đó, bạn sẽ sở hữu một ảnh động vô cùng chất lượng để có thể gửi tặng người đó vào ngày lễ tình nhân sắp tới đây. Tuy việc này không giúp cho tỷ lệ tỏ tình thành công được cao hơn, nhưng bạn có thể ghi điểm trong cô ấy với tư thế là một người có kỹ năng thiết kế PowerPoint tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của Niceline. Tính năng tạo ảnh động thực sự là một cuộc cách mạng trên PowerPoint. Cùng đồng hành với Niceline trong khóa đào tạo PowerPoint chuyên sâu để ngay lập tức được trải nghiệm tính năng mới đột phá này. Xin chào và hẹn gặp bạn tại khóa học Niceline.